Cô gái xinh đẹp này tên là Michen, do vừa cãi nhau với bạn trai nên cô đã thu dọn quần áo và bắt đầu rời khỏi thành phố bạn trai đang sinh sống. Cô ấy lái xe đi ra ngoại thành, cho đến tối bạn trai đã gọi điện cho cô để làm lành. Michen không muốn nghe anh ta giải thích nên đã vặn to radio, nhưng đúng lúc này một chiếc xe đã tông thẳng vào xe cô, khiến cả cô cùng với chiếc xe bay xuống cánh đồng. Đến khi tỉnh dậy thì Michen đã thấy mình đang ở một căn hầm, tay thì đang cắm ống truyền, chân không những bị gãy mà còn bị xích lại. Lúc này cô ấy cũng đã nhận thức được rằng có lẽ mình đang gặp nguy hiểm, chắc hẳn là do một tên biến thái nào đó đã bắt cóc cô. Nhìn ngó xung quanh thì vẫn thấy đồ đạc và điện thoại của mình đang ở đây, nhưng chân đã bị xích lại nên cô không thể đến đó. Thế là Michen đã dùng cây gậy treo ống truyền để khiêu chiếc điện thoại lại gần, nhưng đến khi lấy được thì phát hiện điện thoại không hề có sóng. Một lúc sau, người đưa cô về đây đã đưa cơm đến cho cô. Ngay lập tức Michen cầu xin ông ta thả mình đi, nhưng người đàn ông không quan tâm những lời cô nói, mà ông chỉ đưa cho cô một đôi nạng và cả chiếc chìa khóa để cô có thể tự mở khóa chân. Michen vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì thế mà cô đã nhất quyết không chịu ăn thức ăn của người đàn ông đó mang đến, mà cô chỉ chăm chăm vót nhọn cây nạng định giết ông già kia. Nhưng rồi cô vẫn dễ dàng bị ông ta khống chế. Đến khi cô tỉnh lại, ông ta liền giới thiệu mình tên là Howard và kể cho Michen hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ông ta nói thế giới ngoài kia đang xảy ra chiến tranh sinh học, vì vậy không khí đã bị nhiễm độc khiến vô số người chết. Nếu ông không phát hiện ra cô bị tai nạn, thì có lẽ giờ này cô đã ở ngoài kia nhiễm độc mà chết. Nói đúng nhất là Howard đã cứu cô. Mặc dù Michen đã biết ơn và cảm ơn ông ta, nhưng Michen vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Rồi cô đã hỏi mượn điện thoại của Howard để điện báo bình an cho người nhà. Nhưng Howard nói ở bên ngoài mọi người đã chết hết rồi, người nhà của ông và người nhà của cô cũng vậy. Trước khi rời đi, Howard còn liên tục nhấn mạnh một điều rằng cô nhất định phải ăn và thể hiện sự biết ơn cứu mạng với ông ta. Một ngày nọ, Michen đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên ngoài. Lúc đó cửa hầm cũng mở nên cô đã đi ra kiểm tra và thấy một người đàn ông tên là Emmett đang ở trong kho chứa đồ. Anh ta đến đây trước Michen vài ngày, nhưng anh ta không hề giống Michen, vì Emmett hoàn toàn tin vào những lời nói của Howard, cho rằng thế giới bên ngoài thật sự đã bị nhiễm độc và nói rằng chỉ khi họ ở đây thì mới được an toàn. Lúc này Howard dẫn họ đến phòng sinh hoạt chung, nơi này có đầy đủ tiện nghi, từ sách cho đến TV và cả nhà bếp, và an toàn nhất là ở đây có cả máy lọc không khí tránh nhiễm độc từ bên ngoài vào, vì thế bọn họ vô cùng an toàn khi ở đây. Ông ta rất giữ với Emmett, nhưng đối với Michen thì ông lại có chút nhẹ nhàng hơn. Có một lần Howard đã đưa Michen đến lối đi ra ngoài. Ở đó có hai lớp cửa và chìa khóa đang ở trong tay Howard. Ông ta cũng đã mở cánh cửa đầu tiên ra để Michen có thể lại gần ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng bên ngoài căn nhà đã bị đám lau sậy che hết. Cô không thể nhìn ra xa, nhưng có thể thấy đám gia súc đã chết hết. Howard cũng nói nếu họ ra ngoài thì cũng sẽ chết giống như vậy. Lúc này cô đã nhìn thấy một chiếc xe màu trắng, nhớ lại vụ tai nạn hôm đó. Chính chiếc xe cô vừa nhìn thấy đã đâm cô từ bên hông. Điều này càng làm cô chắc chắn rằng Howard đã bắt cóc cô. Nhưng lúc đó cô không vội vạch trần ông ta mà âm thầm nhẫn nhịn để làm rõ mọi chuyện rồi tìm thời cơ sau. Đến tối, Howard đã dùng chìa khóa cửa hầm để mở nắp chai rượu. Ngay lập tức Michen đã để ý đến chùm chìa khóa của ông ta. Rồi cô đã cố ý làm Howard tức giận để ông lại gần uy hiếp mình, rồi nhẹ nhàng lấy chùm chìa khóa của ông. Cô định đợi đến lúc ông ta ngủ thì sẽ bỏ trốn. Nhưng lúc này ông ta lại chuẩn bị mở tiếp chai rượu nhưng không thấy chìa khóa đâu. Thấy sắp bị phát hiện, Michen liền lấy chai bia đập cho ông ta một phát, rồi chạy thục mạng ra cửa. Cô liền mở lớp cửa đầu tiên rồi ra ngoài và khóa lại. Đến khi định mở lớp cửa cuối cùng thì cô đã nhìn thấy một chiếc xe đang đến đây. Cô định hô to cầu cứu nhưng người chủ xe lại đến cầu cứu cô. Thấy vậy, Howard vội hét lên không được cho cô ta vào. Có vẻ bên ngoài có thứ gì đó rất ghê rợn đang truy sát cô ta, nên cô ta mới gấp gáp cầu xin Michen hãy mở cửa cho mình. Thậm chí cô ta còn hoảng sợ cuống cuồng lên và bắt đầu mắng chửi Michen. Nhận thấy bên ngoài thật sự nguy hiểm đúng như lời Howard nói, nên cô đã không mở cửa để bảo vệ bản thân. Và rồi Howard cũng bắt đầu giải thích vụ tai nạn xe. Ông ta đã nhận chính bản thân mình đã gây ra vụ tai nạn. Thực ra lúc đó ông ta cũng bị tấn công, vì muốn nhanh chóng trở về để trốn xuống hầm, nên ông mới phóng xe nhanh và đã vô tình đâm trúng xe của Michen. Howard cũng đã dành cho Michen một lời xin lỗi chân thành, rồi ông còn mang quần áo của con gái mình đưa cho Michen và bảo cô đi tắm. Sau chuyện này, mối quan hệ của hai người họ đã tốt hơn một tí. Michen còn giúp ông ấy khâu vết thương do chính cô gây ra. Howard cũng trả lại một số đồ đạc trên xe cô, trong đó có một quyển sổ thiết kế. Thì ra Michen là một nhà thiết kế thời trang. Điều này đã làm Howard nhớ đến con gái mình, vì con gái ông cũng muốn trở thành một nhà thiết kế. Rồi ông còn lấy ảnh của con gái mình cho Michen xem. Đến lúc này Michen mới hoàn toàn tin Howard là người tốt. Cô đã chấp nhận sự thật rằng thế giới ngoài kia đã bị nhiễm độc và bằng lòng ở lại đây sống những ngày tháng yên bình cùng với Howard và Emmett. Nhưng cuộc sống dưới hầm vô cùng buồn tẻ.
họ chỉ có thể đọc sách và chơi vài trò chơi cho đỡ chán, cho đến một ngày phía trên căn hầm đã phát ra một âm thanh kỳ dị, làm căn hầm rung lắc. Howard dựa vào 20 năm kinh nghiệm làm lính hải quân và nhận định rằng đó là máy bay tuần tra đi tìm kiếm những người còn sống sót. Đúng lúc này bóng đèn cảnh báo trong hầm đã sáng lên, thì ra là hệ thống lọc không khí đã bị ngắt ổ dao. Bây giờ họ sẽ phải trèo qua ống thông gió để đến chỗ cầu dao, để khởi động lại thiết bị lọc không khí. Nếu không thì họ sẽ không có không khí sạch để thở. Chỉ có một mình Michen là có thể chui lọt, nên cô ấy sẽ là người chui vào ống thông gió để khởi động lại cầu dao. Michen bò theo chỉ dẫn của Howard, thuận lợi tìm được thiết bị lọc không khí và khởi động lại. Đến khi cô định trở về thì đã nhìn thấy một cái thang dẫn lên mặt đất. Thế là Michen đã leo lên để kiểm tra, nhưng đã bị khóa và cô không thể ra ngoài. Đến khi kéo rèm cửa ra thì cô đã nhìn thấy chữ cầu cứu. Điều này có nghĩa là từng có người ở trong ngôi nhà này cầu cứu người bên ngoài. Đến khi leo xuống thì cô đã dẫm phải một chiếc hoa tai. Sau đó cô liền trở về kể mọi chuyện cho Emmett và khẳng định rằng Howard đã giết con gái mình. Chiếc hoa tai cô vừa nhặt được chính là bằng chứng, bởi vì cô thấy chiếc hoa tai này giống với chiếc hoa tai của con gái ông ta ở trong ảnh. Nhưng Emmett lại nói người trong ảnh không phải là con của ông ta, mà cô ấy tên là Brittany, là bạn học của em gái anh. Nhưng cô ấy đã mất tích từ 2 năm trước. Sự xuất hiện của Brittany lại dấy lên hiểm nghi của Michen, và lần này cô đã thực sự chắc chắn rằng Howard không phải là người tốt. Emmett cũng bắt đầu đứng về phía Michen và bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn khỏi nơi này. Trước hết họ tính làm một bộ đồ bảo hộ để cách ly với không khí ô nhiễm bên ngoài. Để kiếm được nguyên liệu, Emmett đã cố tình nói với Howard lúc trước Michen đi khởi động lại máy lọc không khí có thể đã tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm, khi tắm có thể làm nhiễm không khí ô nhiễm đó vào chiếc rèm. Thế là Howard đành phải tháo rèm vứt đi, rồi hai người họ đã nhặt lại và bắt đầu may đồ bảo hộ. Đáng nhẽ mọi chuyện cứ thế thuận lợi, nhưng lúc bọn họ đang chơi đố chữ, Emmett tưởng rằng ông ta đã phát hiện ra kế hoạch nên bắt đầu hoảng loạn, để rồi ông ta đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường, rồi ông ta đã lôi một thùng axit ra để uy hiếp và ép họ nói ra kế hoạch của mình. Emmett vì muốn bảo vệ Michen mà anh đã tự nhất hết mọi chuyện về mình. Thế là Howard liền lôi súng ra bắn chết Emmett. Lúc này ông ta mới bộc lộ bộ mặt thật của mình, thừa nhận chuyện ông đã giết cô gái Brittany mà ông từng bảo là con gái mình. Cũng may ông không làm gì Michen. Lúc này quyết tâm muốn thoát khỏi đây của cô ngày càng lớn. Thế là cô đã đẩy nhanh tiến độ làm áo bảo hộ, rồi cô đã giấu nó ở ống thông gió, cho đến một ngày ốc vít ở ống thông gió rơi xuống đúng lúc Howard ở đó, và rồi bí mật của Michen đã bị lộ. Thấy thế cô vội chạy ra ngoài rồi nhốt ông ta ở trong phòng mình, rồi đợi đến khi Howard thoát được ra thì đạp đổ thùng axit ăn mòn ông ta. Axit cũng ăn mòn dây điện khiến nó chập rồi bốc cháy. Michen vội vàng mặc áo bảo hộ mà mình đã chuẩn bị trước. Không có sự ngăn cản của Howard, cô ấy đã dễ dàng thoát ra ngoài. Đúng lúc này cô đã nhìn thấy một đàn chim đang bay trên trời. Điều đó chứng tỏ rằng không khí không hề bị ô nhiễm. Thế là Michen liền cởi bỏ đồ bảo hộ ra, nhưng cô đã phát hiện có một vật thể lạ đang bay trên trời. Đúng lúc này vụ chập điện lúc nãy đã làm căn hầm nổ tung, tạo tiếng ồn lớn thu hút vật thể lạ kia bay đến đây. Đó như là một chiếc phi thuyền có râu dài bay giữa không trung, và đó cũng chính là thứ đã phát tán chất độc ra không khí dạo gần đây. Ngay khi Michen đeo mặt nạ chống độc và chuẩn bị chạy trốn thì phi thuyền đó đã thả quái vật đuổi đến chặn cô lại. Michen nhanh trí, đợi đến khi phi thuyền đưa chiếc xe đến gần thì cô đã ném quả bom xăng đã chuẩn bị trước khiến nó bốc cháy. Thế là cô đã thoát được khỏi bọn người ngoài hành tinh, rồi vội vàng lái xe rời khỏi đó. Lúc này radio cũng phát tin quân đội đã khống chế được phía nam thành phố và kêu gọi những người có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật ngoài hành tinh đến đó để trợ quân đội đánh đuổi quái vật. Michen vừa giết chết được một con quái vật khổng lồ, nên cô đã quyết định đến phía nam để hỗ trợ quân đội tiêu diệt quái vật. Sau sự việc vừa rồi có thể thấy, thực chất Howard không hề lừa cô về không khí độc bên ngoài, nhưng Howard vẫn là kẻ xấu vì đã giết chết nhiều người, nên Michen giết chết ông ấy cũng không có gì là sai. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye! Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!